Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, mặc dù tình trạng xử phạt nồng độ cồn đã được xử lý nghiêm khắc, tuy nhiên vẫn còn có những tài xế coi thường pháp luật vẫn lái xe khi trong người có cồn. Việc sử dụng rượu bia trong khi lái xe không chỉ gây hại cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Điển hình như sự việc xảy ra vào chiều ngày 6 tháng 6 tại Bình Dương, một tài xế xe ô tô đã tông loạt xe máy, xe tải trong khi đang chờ đèn đỏ khiến cho nhiều người bị thương. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở. Mới đây, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Vũ Tuấn Anh, 30 tuổi, về việc liên quan đến vụ một ô tô tông hàng loạt xe máy, ô tô khác khi đang dừng đèn đỏ. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 6 tháng 6, Vũ Tuấn Anh lái ô tô biển kiểm soát 61A90476 chạy trên đường hướng từ cầu Ông Bố về ngã tư 550. Khi đến ngã ba Kiểu Long, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, thì tông 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ bị hất văng lên phía trước một đoạn dài. Sau khi tông 5 xe máy, đối tượng này tiếp tục lái xe lao nhanh về phía trước khoảng gần 200 m thì tông vào ô tô tải cùng chiều đang đỗ sát lề đường. Chưa dừng lại, chiếc xe này tiếp tục lao tới, xông vào 2 xe máy đang chạy cùng chiều. Sau khi lùa loạt xe, chiếc ô tô lao lên vỉa hè, tông thêm một ô tô đang đỗ trên vỉa hè mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến nhiều người đi xe máy bị húc văng nằm trên đường. Một người bị hất lên đầu ô tô và kéo đi một đoạn xa. Có 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng một người đã tử vong. Tài xế Vũ Tuấn Anh chỉ bị thương nhẹ. Chiếc ô tô gây tai nạn và các ô tô, xe máy bị tông, bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ văng khắp nơi. Qua kiểm tra nhanh, không phát hiện tài xế có sử dụng ma túy, nhưng có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức cao nhất là 0,748 mg trên 1 lít khí thở. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô có dấu hiệu chạy tốc độ cao khi qua giao lộ. Có thể thấy, hậu quả của việc uống rượu bia khi lái xe là vô cùng nguy hại. Thực tế chứng minh, rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Chúng đe dọa tính mạng của nhiều người điều khiển phương tiện và những người xung quanh khi tham gia giao thông. Mong rằng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các tài xế lái xe, không nên vì một chút buông thả bản thân mà có thể sẽ hối hận cả đời, rơi vào vòng lao lý.